chung là chương trình 20 năm cảm ơn đời là xem từ đầu đến cuối thì rất tốt. Trước hết tức là bộc lộ được cái mới. Bởi vì bây giờ cái mới tức là gì? Cái mới tức là cái sáng tạo. Sáng tạo là gì? Sáng tạo là cái mà lâu nay người ta chưa có. Thì bây giờ mình có. Đặc biệt là vấn đề sử dụng vấn đề công nghệ rất là lưu loát và có nội dung phục vụ được tốt. Trong các tiết mục mà chúng tôi xem qua thì thấy rằng các em cũng hết sức kỳ công, cố gắng về công sức và luyện tập cũng nhiều. Rồi thì nổ đầu tư vào đó, cả trí tuệ, cả tiền của. Thì có thể nói là các tiết mục đều có cái dấu ấn đẹp. Và tôi tin rằng cái chương trình này chắc chắn là bản thân của nó đã hấp dẫn rồi. Thế nhưng mà có những cái kỹ thuật mới, có những cái sáng tạo mới, có những cái cách biểu diễn mới, có những cái dàn dựng mới. Thì sẽ hấp dẫn nhiều hơn và nó tạo cho người ta những cái thì hưng phấn ở trong cái thưởng thức nghệ thuật của mình. Rồi chúc chương trình chiếm được nhiều ưu thế ở trên sân khấu và sẽ chiếm được lòng khán giả nhiều, không những hôm nay mà còn để mãi về sau.